Sau khi Việt Nam chính thức áp thuế chống bán phá giá 47,64% đối với một số sản phẩm đường từ Thái Lan, thời hạn 5 năm, tính từ ngày 16 tháng 6 năm 2021, đã có tác động tích cực đối với ngành mía đường trong nước. Lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan đã giảm 75%, giá đường và thu mua mía trong nước cũng tăng từ 100.000 đến 200.000 đồng một tấn. Tuy nhiên, báo cáo sản xuất mía kỳ tháng 7 vừa được Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho thấy, lượng đường nhập khẩu từ Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Indonesia vào Việt Nam đạt tới gần 399,2 tấn, tăng gấp 10 lần so với con số 38,6 tấn cùng kỳ năm trước. Trong khi những quốc gia này hoàn toàn không có phát triển gì về năng lực cạnh tranh mía đường để có thể xuất khẩu đường vào Việt Nam. Đây là dấu hiệu rõ ràng của động thái lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan, khi cả năm nước trên đều có nhập khẩu đường từ Thái Lan.